Song song với sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh cũng đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đặc biệt, những môn thể thao được đầu tư trọng điểm đều gặt hái thành công trên đấu trường trong nước và quốc tế. Trong tháng 10 2023, thể thao tỉnh Long An đã đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19, ASAT 19 tại Hàng Châu Trung Quốc với 5 trận động chiên ở môn bơi lội, điền kinh và bóng chuyền nữ. Đội bơi tham dự giải du địch quốc gia tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc đạt 9 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, đứng thứ hai toàn đoàn. Với những thành tích đạt được trong thời gian qua đã khẳng định sự phát triển vượt bậc của hoạt động thể dục thể thao toàn tỉnh. Tuy nhiên, đứng trước những yêu cầu mới, thể thao Long An sẽ phải quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là duy trì thành tích của các đội thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia và khu vực, phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong năm 2023.